gia đình vẫn chưa được nhận thi thể Đức Tiến để lo hậu sự. Gia đình và bạn bè tại Mỹ đang chờ nhận thi thể để tiến hành hậu sự cho diễn viên Đức Tiến. Sự ra đi đột ngột của diễn viên Đức Tiến khiến gia đình, đồng nghiệp đau buồn và bàng hoàng. Dù được bạn bè đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng Đức Tiến không qua khỏi, anh qua đời tại bệnh viện sau 2 tiếng được bác sĩ cứu chữa. Nguyên nhân do bị nhồi máu cơ tim. Sáng 20 tháng 5, một người bạn của Đức Tiến tại Mỹ chia sẻ với chúng tôi việc thi thể nam diễn viên vẫn chưa được đưa về nhà để tiến hành lo hậu sự. Theo quy định tại bệnh viện, các bác sĩ phải khám nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân qua đời rồi mới giao thi thể về cho gia đình. Người này cho biết, theo dự kiến thì vợ Đức Tiến sẽ nhận thi thể của chồng vào thứ năm tuần này, sau đó mới tổ chức tang lễ tại California, Mỹ. Bạn bè và nhiều nghệ sĩ Việt ở Mỹ sát cánh động viên Bình Phương trước biến cố quá lớn. Ngoài gia đình ở Mỹ, Đức Tiến còn mẹ ruột và các anh chị em đang sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì sự việc diễn ra quá bất ngờ nên gia đình nam diễn viên chưa thể sắp xếp sang Mỹ nhìn mặt người thân lần cuối. Bình Phương và Đức Tiến đã có 14 năm bên nhau, con gái đầu lòng của cặp đôi chỉ mới được 4 tuổi. Sau khi chồng ra đi, Bình Phương đã viết tâm thư nhắn nhủ xúc động, ông xã ơi, gia đình nhỏ của anh cần anh. Sao Chúa gọi anh về sớm quá? Nhưng anh đừng lo, anh là người cha tốt, người chồng tuyệt vời, người bạn chân thành. Mọi thứ ở đây, để em và những người đồng hành cùng anh trong cuộc sống này lo. Anh hãy yên nghỉ nhé. Nếu có kiếp sau, mình sẽ gặp nhau như vậy nữa anh nhé. Anh đừng lo, em sẽ luôn tìm được anh, không cần biết anh ở đâu, thời gian nào. Mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình của mình anh nhé. Anh nhớ không, anh đã hẹn em kiếp sau, anh nhớ giữ lời nhé. Em và con sẽ nhớ ông xã rất nhiều. Em và con yêu ông xã rất nhiều. Đây không phải lời tạm biệt ông xã ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ca sĩ Thanh Thảo là một trong những người chứng kiến giây phút cuối đời của diễn viên Đức Tiến. Cô đăng clip quay lại cảnh nam diễn viên xẻ mít và chia sẻ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh ngay trước mắt Thảo nên Thảo sốc lắm. Sáng nay, nhìn lịch sử cuộc gọi từ điện thoại của mình có số 911 mà Thảo bật khóc, bàng hoàng quá. Thảo vẫn còn nhớ như in lúc Tiến nói bà Thảo, ăn mít không tui cắt cho, trái mít bự vậy ai cắt nổi, tôi cắt 10 phút thôi à, ngon lắm. Rồi tôi chưa kịp ăn miếng mít nào mà bạn đã đi đâu vậy Đức Tiến? Bạn biết ai cũng thương, cũng quý bạn mà. Không ai chấp nhận được sự thật này đâu Tiến ơi. Ca sĩ Khánh Hoàng cũng sốc và không tin khi Đức Tiến ra đi quá đột ngột, Đức Tiến mang trái mít tới cho mọi người. Rồi tự em cắt cho mỗi người một miếng. Sau khi ngồi xuống dọn dẹp và lau sạch sẽ, em đứng lên rửa tay và ngã sấp mặt xuống đất, lay hoài không dậy. Lúc đó mạch và tim vẫn còn đập. Mọi người gọi cấp cứu ngay và họ tới chỉ sau 5 phút, đưa Đức Tiến vào bệnh viện Fountain Valley. Đức Tiến sinh năm 1980, từng đoạt cúp vàng model Sờ Ta tại Hàn Quốc năm 2010 và đóng nhiều phim truyền hình như Trở Về, Chuyện Tình Đào Ngọc, Vợ Của Chồng Tôi, Vòng Xoáy Tình Yêu, Xin Lỗi Tình Yêu. Nam diễn viên vừa tham gia phim Đóa Hoa Mong Manh của Mai Thu Huyền hồi đầu năm 2024. Đức Tiến từng chia sẻ chỉ mong có cuộc sống bình an, êm đềm bên gia đình chứ không đặt nặng vật chất. Sau hơn 10 năm cố gắng làm việc, Đức Tiến và vợ vừa dọn về căn biệt thự 16 tỷ đồng. Anh chủ động giảm bớt công việc, hạn chế nhận sâu để dành nhiều thời gian bên con gái.